Rồi bây giờ mình sẽ tìm min, tìm max. Vậy để tìm được thì các bạn phải duyệt mảng, giống như là lúc nãy mình đã duyệt để mình in. Chúng ta sẽ for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 10 chấm phẩy y cộng cộng, mình duyệt qua cái mảng của chúng ta. Và vấn đề của chúng ta là chúng ta đang tìm min. Min. Vậy thì cái cách mà chúng ta tìm thì chúng ta gán phần tử đầu tiên là min. Gán phần tử đầu tiên là min. Ở chỗ này chúng ta in min bằng a không. Chúng ta cứ cho phần tử đầu tiên là min. Vậy thì chúng ta đi so sánh là so sánh 7. 7 có nhỏ hơn 6 hay không? Nếu mà 7 nhỏ hơn 6 thì 7 là min. Còn 7 không lớn, không nhỏ hơn thì thôi. 6 vẫn là min. Tại thời điểm này thì 6 vẫn là min. Vậy thì lúc mà chúng ta duyệt từ 7, không cần duyệt từ 6. Bởi vì 6 chúng ta đã gán qua đây rồi. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu từ từ 1. Duyệt từ 1 nữa đi. Nếu a thứ y là a1, a thứ y tức là a1 mà nhỏ hơn a thứ nào trước đó, y trừ 1, tức là cái mảng trước đó, phần tử trước đó, thì làm gì? Min bằng a thứ y. Nếu như a thứ y mà nhỏ hơn a thứ y trừ 1, tức là cái a sau á, bây giờ a không mình đã gán bằng min, tức là min bằng bằng 6. Y bằng 1, a1 có nhỏ hơn a không hay không? Nếu nhỏ hơn thì min bằng a1. Còn nếu không nhỏ hơn thì lên for tiếp. Không làm gì cả. Lên for tiếp. Và cuối cùng chúng ta có min. Min. Phần trăm D. Phẩy min là chúng ta đã có được min rồi. Khá là đơn giản. Và chúng ta có min là không. For. Và chỗ này cũng có thể chúng ta không cần mở đóng ngoặc này, bởi vì sau for có một lệnh if. Sau if có một lệnh gán. Không cần mở đóng ngoặc cũng được. Mở đóng ngoặc khi nào mà chúng ta có nhiều hơn một lệnh thì chúng ta mới để trong ngoặc. Còn không thì thôi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm max. Tìm max ở đây thì chúng ta đổi cái gì? Trước tiên là đổi max chỗ này. Và tương tự như vậy, a phía sau mà lớn hơn a phía trước thì mình gán max bằng a phía sau. Chỉ đổi lại như vậy là mình đã tìm được max. Min à, chỗ này thầy chưa đổi mắt. Và chúng ta xuống dòng chỗ này tí xíu, xuyệt n min không mắt chính. Và code của chúng ta để đi tìm min và tìm mắt, các bạn nào cần hỏi gì về cái phần code này không? Tìm min, tìm mắt. Mình chỉ thay đổi chỗ này dấu nhỏ hơn thay thành chỗ lớn hơn, xong việc hết ha. Đó là tìm min và tìm max. Và đề của mình là tìm min chẵn, không phải tìm min min nhưng mà của chẵn cơ. Rồi ví dụ như em nhập vô tất cả số chẵn
thì cái min chẵn à, min lẻ và max lẻ nó báo cái gì? Ừ, tất cả là số chẵn. Ừ, tất cả là số chẵn. Hợp nè, thay vì chúng ta tìm min và tìm max như thế này thì ứng với một cái mảng khác thì chúng ta phải thay cái tên mảng chúng ta mới tìm được, thì nó không hay. Cho nên là thầy sẽ tìm min tìm max của một cái mảng và thầy đưa nó ra một cái hàm. Như vậy sau khi tìm xong thì trả về min là bao nhiêu, max là bao nhiêu. Thì ở đây thầy ghi là min, và phía bên trong của mình là một cái mảng A, một cái mảng A và một cái số phần tử N, một cái mảng A và một số phần tử N. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái đoạn code tìm min này, chúng ta đưa vào đoạn code tìm min này. Y bằng min của A0 for chạy từ 1 đến n. Nếu a thứ y thì min bằng, và cuối cùng mình sẽ return về min là mình đã tìm được min. Tìm được min. Thì ở trên này thay vì là mình sẽ để là min ở đây thì mình gọi cái hàm min này. Mình đưa tham số là mảng A và N của mình là 10. Thì chỗ này mình gọi cái hàm min. Mảng của mình là mảng A và số N của mình là 10. Rồi, mình tìm min. For Y, chỗ này là mình chưa khai báo Y. Phải Y. Tại vì mình chỉ khai báo ở trên chương trình chính thôi. Còn trong chương trình con này là mình chưa khai báo. Rồi min bằng 0. Bây giờ mình đổi chỗ này không phải là 0 nữa mà là âm 2 đi. À, chỗ này số 0, chỗ này âm 2 đi. Thử min nó ra bao nhiêu. Min ra âm 2. Như vậy đúng ý của mình rồi ha. Mình viết một cái hàm min. Mình đưa tham số vào là một cái mảng bất kỳ. Và số phần tử của mảng. Nếu như tìm thấy được min thì trả ra tên chương trình cho mình. Ở đây là mình để A. A là nó trùng hợp đúng không? Bây giờ thầy đổi lại một mảng khác. In mảng B. Và trong này có 5 phần tử thôi. Thầy sẽ bằng 9, 1, 4, 5 phần tử. À, 5. Mình có 5 phần tử. Và lúc này mình tìm min không phải là mảng A nữa, mà mình tìm min của mảng B. Và số phần tử của mình là 5. Min của mảng B, số phần tử là 5. Min nó cho ra 1. Linh hoạt chưa? Như vậy thì cái đoạn code của mình, bây giờ bạn tìm max đi. Bạn muốn tìm max của mảng B được không? Bạn phải đổi chỗ này B, đổi chỗ này B, đổi chỗ này B, đổi chỗ này B. Rất là mất công. Vậy thì tương tự như vậy, mình cũng viết một cái hàm liên quan đến max. Và lúc này chúng ta thấy khai thác cái hàm của chúng ta rất là linh hoạt. Mình muốn tìm min của mảng nào thì mình đưa cái tên mảng vô là xong. Ở đây mình có hai mảng A và B. Muốn tìm min của A thì đưa A vô đây. Muốn tìm min của B thì đưa B vô đây. Được không? À, rất dễ ha. Đó là hàm. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái hàm là min chẵn.
min chẵn. Thì tương tự như cái này, chúng ta sẽ có hàm min và chúng ta sẽ có hàm min chẵn. Min chẵn. Vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để làm min chẵn. Vậy min nếu có thì trả ra phải là số chẵn. Còn nếu không có thì sao? Ở đây hàm của mình phải trả ra một giá trị. Phải trả ra một giá trị. Bởi vì mình là hàm, mình để kiểu trả về là in, thì bắt buộc phải return một cái gì đó. Tiếp theo nó là số lẻ. Tiếp theo nó là số lẻ thì return về cái giá trị nào đó tào lao trong đấy. Mình ghi là nếu nó bằng cái giá trị tào lao đó thì là mình ghi là không có. Ừ, ok. Cái tào lao của bạn nói có chủ đích. Mình phải có chủ đích. Và cái này chúng ta gọi là cờ. Cái cờ của mình. Và mình đang tìm số chẵn. Vậy mình sẽ gán cái cờ là số lẻ. Bởi vì có bất kỳ số chẵn nào thì nó sẽ thay thế cái số cũ. Được không? Còn nếu mà không có số chẵn nào hết thì cái return min chẵn của mình vẫn là số lẻ. Mà rõ ràng là số lẻ, tức là không có một cái gì để thay thế. Cái này chúng ta gọi là cờ. Còn cái cờ đó là cờ trắng, cờ đen, cờ xanh, cờ đỏ gì là do mình quy định. Và mình phải biết cái cờ đó để mình nhận diện nó. Như vậy chỗ này mình sẽ in min chẵn bằng 1. Bởi vì min chẵn không bao giờ là số 1. Nếu như mà bạn để min chẵn là 0, vậy trong cái dãy của các bạn nó có âm 2, thì âm 2 là min chẵn mà, làm sao không được. Cho nên mình không thể là gán 0 là min chẵn được. Cho nên mình gán 1 là min chẵn là hoàn toàn có thể. Và cái chỗ này nè, min không phải là số nhỏ nhất đầu tiên. Min chẵn không phải là số nhỏ nhất đầu tiên. Ví dụ trong trường hợp mình có dãy như thế này. 1, 2, 3, 4, 5 đi. Thì số đầu tiên không phải là min chẵn. Cho nên mình gán số đầu tiên là min là không được. Min chẵn là không được ha. Thì chỗ này mình sẽ làm hai phần. Phần đầu tiên là tìm thấy số chẵn cái đã. Phần đầu tiên là tìm thấy số chẵn cái đã. Như vậy chúng ta sẽ for y. Chỗ này mình gán một cái biến y. For y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn n y cộng cộng. Và mình sẽ làm gì chỗ này? Nếu gì nào? À, A thứ Y mà phần trăm 2 bằng bằng 0. Mình đi tìm số chẵn. Mình đi tìm số chẵn đầu tiên. Và lúc này nếu có thì min chẵn sẽ bằng A thứ Y. Và có tìm nữa không? Tìm thấy rồi. À, không tìm nữa, không tìm nữa. Và lúc này chúng ta sẽ break nó đi. Đã tìm được số chẵn đầu tiên. Kịp chỗ này không? Rồi, tìm được số chẵn đầu tiên. Và việc tiếp theo của chúng ta là từ vị trí này trở đi. Chúng ta xem thử là còn số chẵn nào nữa không? Nếu còn thì so với cái min chẵn này nó có nhỏ hơn không? Vậy thì chúng ta lại làm một vòng for khác. Và vòng for này y bằng bằng nào? Y bằng nào? À, y bằng nào?
Và vòng for này hơi đặc biệt tí xíu, chúng ta chỉ cần nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng, được chưa? Vòng for này hết sức đặc biệt. Giá trị ban đầu đã được gán ở cái trước rồi, mình dừng ở cái trước rồi, không cần phải gán y ban đầu nữa, bởi vì y ban đầu của mình đã được gán ở cái vòng lặp for này, nó đã dừng ở đây nè, nó đã tìm thấy chẵn. Ví dụ như chẵn chỗ này là 5 đi, yeah. Rồi mình thử chỗ này, thì nếu như a thứ y mà chia cho 2 bằng 0 thì mới nói chuyện. Trong trường hợp số chẵn thì mới nói chuyện, còn số lẻ thì bỏ qua đi. Nói cái gì ở đây? Nếu tiếp, tí nữa bạn ghép cũng được nha. Bạn ghép hai cái if vô cũng được, nhưng mà thầy ghi vậy để cho nó rõ, nó dễ thấy thôi. Còn không thì các bạn ghép hai cái if vô. Nếu như A thứ y mà nhỏ hơn min chẵn thì làm sao? Min chẵn bằng A thứ y. Mình xong hai vòng for, và cuối cùng mình return. Return min chẵn. Return min chẵn. Bây giờ dịch không lỗi. Bây giờ chỗ này mình sẽ xuất ra min chẵn. Mình xuất ra min chẵn. Được chưa? Chưa. Chưa xuất được. Tại vì min chẵn của mình nó có thể trả về số 1. Nó có thể trả về số 1. Cho nên chỗ này mình sẽ có một cái min chẵn ở bên ngoài. Min C đi, bằng cái hàm min chẵn của mình, của cái mảng A phẩy 10 phần tử chấm phẩy. Nếu min C mà bằng 1 thì sẽ kết luận là gì? Mảng không có số chẵn, đúng không nào? Sao? Nếu mà số nhỏ nhất nó không phải là 1 mà số nhỏ nhất nó là 3 thì là nó sẽ cái này là trong trường hợp là số nhỏ nhất nó là 1. Mình đang đi tìm chẵn. Min C bằng 1 luôn. Tại vì ở đây là nó đã trả về đây nè, trả về 1 nè. Lúc đầu mình đã gán bằng 1 rồi. Đây là cờ của mình. Mình dương cái cờ 1 lên, đúng không? Thì nếu mà ra đây mà mình thấy là cái mà nó trả về cho mình là 1 thì rõ ràng đây không phải là số chẵn. Mình đang dương cờ lên mà. Mình cố tình mình vẫy cái cờ này lên. Mình cố tình cho nó sai, đúng rồi. Mình cố tình cho nó sai bởi vì số chẵn không phải là số 1. Mình cố tình mình dương cái cờ lên. Thì ra đây, mình kiểm tra min chẵn, nếu bằng 1 thì không có số chẵn. Còn không, mình sẽ xuất ra min chẵn. Phần trăm D xiết N của min C. Đó. Như vậy, mình dương cái cờ lên. Nếu mà bên trong có số chẵn thì nó sẽ xuất ở đây. Còn nếu mà không có số chẵn mà nó trả về bằng 1 thì nó xuất không có.
Bây giờ mình sẽ thử một cái mảng C. Rất là linh hoạt khi mà bạn viết hàm. Mảng C của mình là không có số chẵn. 3,5,1,7,9. Mảng của mình toàn số lẻ. Rồi chạy coi. Chỗ này là mình tìm C. Mảng C. Mảng C của mình chỉ có 5 phần tử thôi. Không có số chẵn. Rồi, debug nè. Mình debug cái gì? Khi mà các bạn chạy chương trình thì các bạn có thể chạy từng dòng lệnh để mình biết được là cái đoạn chương trình của mình nó chạy như thế nào. Dữ liệu nó trả ra làm sao. Như vậy mình có thể đặt một cái nút đỏ ở đây. Nút đỏ này chúng ta gọi là breakpoint, là điểm bẻ gãy. Và các bạn bấm vô đây. Thay vì F11 hoặc là F9, F10 thì các bạn bấm vô đây F5. Debug. Và nãy thầy chỉ các bạn muốn debug được thì các bạn sẽ vô tool compile option và các bạn chọn cái file là debug 64 bit debug trừ g và dưới thêm thư viện vào. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy F5 debug nè. Debug. Nó không vô hả? Min chẳng. Đây. Ok. Mình đặt cái breakpoint ngay từ bên ngoài nè. Thì nó nhảy vô đây nó dừng. Nhảy vô đây nó dừng. Và mình có thể thêm Ctrl C Edit What Min chẳng. Đây là nó sẽ đưa ra những cái giá trị cho mình. Netline nhảy tiếp xuống. Như vậy nhảy tiếp nó sẽ nhảy vô đây. Mình đặt cái breakpoint ở bên trong. Min chẳng. Mình sẽ đặt một cái breakpoint ở bên trong. Mình bấm netline. Nó sẽ nhảy vô. Min chẳng. Netline. Mình sẽ lấy cái giá trị này. S. Min chẳng của mình nè. Min chẳng. Display min chẳng. Min chẳng hiện nay của mình là đang bằng mấy? 1 mình mới gán. Net. A thứ Y bằng 3. A thứ Y bằng 3. 3. Đây, giá trị của mình đang so sánh là chỗ này. A thứ Y bằng 3. 3 chia 2, sai. Net line tiếp tăng lên. A thứ Y là bằng 5. Net. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta không tìm thấy bất kỳ một cái Y, một cái AI nào mà chẳng cả. À, cho nên cái min chẳng của mình nó vẫn đang là 1. Và lúc này Y của mình bằng mấy? Y bằng 5. Y bằng 5 mà nhỏ hơn 5 thì chỗ này nó không thực hiện cái vòng for này đâu. Nó net tiếp. Và nó return min chẳng. Return min chẳng. Và lúc này min C của mình đang bằng 1 thì nó kết luận là không có số chẵn nào. Đó là cái đầu tiên. Mình sẽ thực hiện tiếp với cái mảng của mình là mảng nào? Mảng A đi ha. Mảng A với chỗ này là 10 phần tử thì nó sẽ chạy như thế nào? Mình sẽ chạy debug. Rồi, vô đây. Min chẳng chưa có.
net min chẳng bằng 1. Min chẳng bằng 1. Và nó sẽ đi tìm trong cái mảng này phần tử đầu tiên là số 6. Số 6 nó không hợp lý lắm, mình cho chỗ này số 5 đi. Tại vì mình cố tình tìm cái số chẵn đầu tiên là số 2 thì nó vui hơn. Chứ vô đầu tiên mình gặp số chẵn là số đầu tiên luôn thì nó đặc biệt quá. Mình chạy lại. Rồi. Y bằng 0. Thì cái AI của mình là số lẻ cho nên nó nhảy tiếp. Y bằng 1. AI của mình là 5, lẻ, nhảy tiếp. Y bằng 2, AI bằng mấy? Y bằng 2. Ủa hồi nãy mình đang chạy mảng A hả? Đúng rồi, bằng 2, AI bằng 2. Rồi, ở đây min chẵn của mình đang là mấy rồi? Ủa sao nó nhảy luôn ta? Nó bị sai cái gì? Min chẵn của A. Min chẵn của A. Rì lại. Net line. Rồi y bằng 1. Y bằng 2. AI bằng 2, đúng rồi, hồi nãy nó chưa lưu net. Bây giờ vô min chẵn bằng 2 nè. Min chẵn bằng 2. Và nó kết thúc ở đây, cái vòng lặp for này. Như vậy lúc này y của mình đang bằng 2. Cho nên cái vòng for này gọi là vòng for khuyết phần đầu. Y nó có sẵn bằng 2 rồi, không cần phải gán nữa. Và mình sẽ tiếp tục bắt đầu từ đây trở đi. Mình tìm xem thử có số chẵn nào khác không. Nếu có số chẵn nào khác thì mình sẽ kiểm tra tiếp. Ở đây là AI là số mấy mà nó đi bằng 2. Đây, mình thấy thừa chưa? Bị thừa không? Hồi nãy là mình dừng ở 2. Sau đó mình lại lấy 2, mình đi kiểm tra tiếp. Bị thừa đúng không? Thừa. Cho nên đúng ra chỗ này chúng ta sẽ lấy Y cộng cộng chỗ này nè. Chỗ này lại Y cộng cộng, tức là tăng lên vị trí thì nó hợp lý hơn. Còn nó thừa cũng được, không sao. Tại vì nó lấy 2 kiểm tra với 2 bằng nhau thì nó bỏ qua thôi. Rồi, bỏ qua, tiếp. Rồi, nó tìm thấy số chẵn nữa. Số chẵn này là số 0. 0 mà so với min chẵn của mình đang là 2 chứ. Nó gán rồi. Rồi. Như vậy thì min chẵn nó sẽ được gán lại với giá trị mới. Min chẵn của mình bây giờ là 0. Tiếp tục nó đi tìm. Lại thấy số chẵn là số mấy? Số chẵn mới này là số mấy? Âm 2. Và tiếp tục nó gán. Và từ đây trở đi thì nếu có số chẵn thì nó lớn hơn. Và kết thúc. Chúng ta kết thúc số chẵn ở đây. Đấy. Như vậy thì chương trình của chúng ta, khi mà các bạn viết thì cái kỹ thuật ngay từ đầu buổi thầy nói, số 1 này nè, chúng ta gọi là cờ. Chúng ta cố tình dựng cái cờ này lên. Bạn để âm 1 cũng được, nhưng mà tuyệt đối không phải là 0. Bởi vì 0 là số chẵn.
mà số chẵn là cái mà chúng ta đang cần tìm, thì nó không thể là cờ được. Cờ nó phải khác mình mới nhận ra được. Còn nếu mà nó giống với cái chúng ta đang tìm thì mình không thể nhận ra nó được ha. Cờ là cái đặc biệt mà mình nhận ra ngay, thì đó là số 1. Vậy mình cứ để cho nó trả về đi, cứ để cho nó trả về, và mình ra ngoài mình kiểm tra. Nếu như trả về là 1 thì rõ ràng là không có số chẵn nào đã được tìm bên trong. Mình kết luận không có số chẵn. Được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta chỉ thay đổi một tí xíu min lẻ cũng mắt chẵn cũng là số 1 luôn. Và chỗ này chúng ta cũng đi tìm số chẵn đầu tiên. Và từ đây trở đi, các bạn cải tiến lại chỗ này, y cộng cộng giúp thầy một cái. Đây cũng y cộng cộng, đây cũng y cộng cộng. Đặc biệt không? Cái y cộng cộng này nó xài có lần à. Khởi tạo lần đầu tiên thôi. Nó không đục lấy nữa. Nó xài có đúng một lần duy nhất khởi tạo thôi. Tại vì lúc nãy mình trả xuống chỗ này, khi kết thúc vòng này có phải là hồi nãy mình trả về số 2 không? Y bằng 2. Mà xuống đây nó lấy AY là A2. Nó so sánh với min chẵn, tức là so sánh chính nó. À nó phí. Thì mình cộng cộng để mình bỏ qua là không có so sánh với chính nó. À còn mình để vậy cũng được, bởi vì so sánh có một lần cũng không đáng. Nhưng nếu mà mình lập trình triệt để thì chỗ này mình y cộng cộng. Trước cũng cộng cộng, sau cũng cộng cộng. Ảo ha. Nhưng mà cái cộng cộng này nó xài có lần một à. À cái cuối thì nó lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà n à, y bằng n là nó thoát. Cái cộng cộng sau là nó xài hoài. Còn cái cộng cộng trước là nó xài có lần một duy nhất khởi tạo là hết. Đó là lật cờ. Vậy mình tìm lẻ thì mình gắn cờ gì? Ở cờ chẵn. Nếu mình cố tình tìm lẻ thì mình gắn cờ chẵn. Còn mình tìm chẵn thì mình gắn cờ lẻ. Được chưa? Và cũng có rất là nhiều cách để chúng ta giải quyết được bài toán này. Nhưng mà bài toán này chúng ta kết hợp vào hàm. Kết hợp vào hàm. Thì phương pháp dựng cờ là phương pháp dễ nhất. Kết hợp vào hàm nhé. Thì phương pháp dựng cờ là phương pháp dễ nhất. Rất có nhiều phương pháp để làm, nhưng mà phương pháp này là phương pháp dễ nhất để chúng ta quản trị được cái code của mình. Ha, mình view lại tí xíu. Thứ nhất là bạn viết hàm thì bạn có rất là nhiều mảng. Bạn muốn tìm min của mảng nào thì bạn chỉ cần đưa cái mảng đó vô. Thì cái việc bạn viết hàm nó rất là lợi. À. Và cái nữa là trong cái hàm min bình thường, hàm min bình thường thì chúng ta cứ for từ đầu đến cuối chúng ta tìm min. Nhưng đối với lại hàm min chẵn thì chúng ta phải đi tìm số chẵn trước cái đã. Rồi mới đi tìm min. Phải có số chẵn cái đã. Còn nếu mà không có số chẵn thì thôi khỏi, không tìm nữa. Có số chẵn đầu tiên rồi thì mình break. Có số chẵn đầu tiên và từ tiếp theo trở đi mình đi tìm số chẵn nữa. Nếu mà có thêm số chẵn nữa thì lại so sánh. Bạn có thể ghép hai cái này bằng dấu gì? Hai cái if này bằng dấu gì? Dấu và. Mình cải tiến chỗ này. Ctrl if và mình chỉ có một lệnh if thôi. Đấy. Như vậy đó là cải tiến các thuật toán lập trình. Này là chỉ dành cho những chú nâng cao thôi nha. Mà chú nào cảm thấy không cao được thì xuống thấp nha. Chứ thầy đã cố tình dạy nâng cao mà các bạn đang thấp. Và tất nhiên là các bạn sẽ không nắm kịp.
Tại vì cái kiến thức nền của mình chưa có thì mình sẽ không kịp các bạn nhé. Nói trước chứ không để mình hoang mang. Mình kêu sao thầy dạy cái gì em không hiểu. Được chưa? Bởi vì mình nâng cao. Còn nếu mà không nâng cao thì lùi lại 2 phòng. 21. Có thầy Kiên bên đó. Được chưa? Đó, mình xác định chỗ này giúp thầy. Như vậy, chúng ta đang có học thêm một kỹ thuật là gắn cái cờ. Vậy thôi. Và cách để chúng ta code, các bạn cố gắng táp vô giúp thầy. Có cha, có con, có cháu đàng hoàng. Đừng có viết tất tần tập thẳng hàng. Khi bạn viết đúng theo một cột của C, tại vì C cấu trúc của nó dựa vào cái dấu này. Hoặc là các cái ở trên là cha của thằng ở dưới. Ví dụ trên là lệnh if thì cái thằng mà tiếp theo là con của nó. Nhưng khi mà bạn viết qua Python thì nó không dùng cấu trúc kiểu dạng này. À, nó dùng syntax bằng cách là tab. Cứ tab vô là con, lui ra là anh em, mà lui ra nữa là cha. Nó không có dấu mở đóng ngoặc. Nguyên cả group, nguyên cả một cái đoạn code thì nó sẽ dùng tab để nó nhận diện cái đoạn code đó là anh em. Cho nên khi mà các bạn code những cái này, bạn cố gắng tab cho nó đúng chuẩn, thì khi bạn chuyển ngôn ngữ rất dễ, cực kỳ dễ. Giống như hồi sáng mà các bạn có dự cái định hướng, có không? Sáng nay định hướng ở lầu 2, có một anh Đạt là sinh viên, tụi sinh viên. Thì lúc đó là các bạn chú ý là thầy cũng dạy một cái môn cực kỳ cơ bản, nhập môn lập trình. Và nếu như mà bạn nắm cái môn này hết sức cơ bản và bạn control được cái môn này thôi, đừng cần phải giỏi cái gì hết tại thời điểm này. Tại thời điểm này bạn good cái môn này, nếu như bạn giỏi C rồi thì bạn chuyển thành C cộng, bạn control được nó đi. Sau đó thì bạn giỏi Java 1 cho thầy cái là ok, mình đổ nền xong rồi đó. Là bất kỳ cái gì bạn cũng học được hết. Java 2, Java 3, PHP, rồi C Sharp, rồi Python, rồi Node.js, rồi JavaScript. Nói chung là gần như tất cả mọi thứ mình đều có thể chuyển thể rất nhanh. Mấy cái hướng đối tượng của lập trình nó cũng giống nhau. Về nguyên tắc của OBB là nó là lý thuyết OBB. Còn người ta dùng ngôn ngữ lập trình nào để mà triển khai cái OBB là tùy. Cho nên khi mà mình nói chữ lập trình hướng đối tượng là không có ngôn ngữ. Một số cái đặc trưng thì nó có cái OBB của các ngôn ngữ khác nó có gần giống. Đúng rồi, gần giống. Nó chỉ là sử dụng, ví dụ như tiếng Anh thì dùng là lớp, tiếng Việt thì dùng yêu. Nó khác nhau về ngôn ngữ thôi. Còn cách thức sử dụng thì nó giống giống nhau. Một số cái là em coi xem sử cộng, em học sử cộng là nó có cái về cái như là nạp dòng hàng. Không có. Có, Java cũng có. Ừ. Ngôn ngữ nào thì nó cũng có. Nó sẽ cách thể hiện của OBB thôi. Còn lập trình hướng đối tượng là một lý thuyết. Nó sẽ tạo ra một class. Nó có thuộc tính, nó có phương thức. Đó là thành phần cơ bản của một OBB. Sau đó thì nó có kế thừa lại cái lớp trước đó đã xây dựng. Ha, kế thừa, đa kế thừa, rồi abstract, tức là một cái hàm mà không có nội dung. Rồi interface, nó là những cái khái niệm về OBB. Còn khi nào mà triển khai nó bằng ngôn ngữ nào thì nó là cụ thể hóa. Còn lúc đầu thì về khái niệm OBB là giống nhau. Đúng rồi, lý thuyết chỉ có một. Còn dùng ngôn ngữ nào để triển khai thì lúc đó là tùy.